Giải pháp trừ sâu số 1 hiện nay: nhện đỏ, bọ cánh cứng, dày dẹp, sâu ăn lá, ruồi vàng và các loại côn trùng làm giảm năng suất cây trồng. Đừng lo, đã có thuốc trừ sâu sinh học Đại Bàng Mỹ với công nghệ lưu dẫn cực mạnh, giúp tiêu diệt các loại sâu bệnh khó chịu nhất. Cách phòng trừ hiệu quả an toàn với môi trường: chỉ sau một ngày sâu ngả sang màu vàng, sau 3 ngày là màu đen và chết sau ngày thứ 5. Thuốc có độ bám dính cao, chống rửa trôi tốt nên chỉ một lần phun có tác dụng trong 6 tháng, giúp bà con tiết kiệm tối đa chi phí. Đại Bàng Mỹ còn đặc trị các loại chích hút, bọ trĩ, dẹp xác, sâu đục thân. Dùng được cho tất cả các loại cây, cây ăn quả, cây hoa màu, cây nông nghiệp hay cây cảnh. Sản phẩm đang được ưu đãi lớn cho bà con. Hãy nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ để đặt hàng và hưởng ưu đãi ngay hôm nay.